Rất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì đây là đường trước nhà của mình là đường bê tông xe máy nha anh chị. Mình đi 160m là mình ra ngay quốc lộ 50 nha anh chị. Thì đây là căn nhà ngày hôm nay em giới thiệu với anh chị nha. Căn nhà mình thì chiều ngang là 21m, chiều dài là 22m nha anh chị. Tổng diện tích là 337,2m2. 100% là đất thổ cư nha anh chị ơi, là đất ở tại nông thôn nha. Thì đây là căn nhà cũng như là miếng đất của mình nha anh chị. Thì nhà của mình á thì nằm ở là ấp Bình Long, xã Sông Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Và nhà của mình á, từ nhà mình mà mình ra ngay chỗ chợ Sông Bình đó anh chị là chỉ có 370m thôi. Ra ngay chỗ trường tiểu học Sông Bình là 1km. Và mình ra tới chỗ cổng chào thành phố Mỹ Tho, Tân Mỹ Chánh á, là tầm khoảng là 1,5km là mình đi vào thành phố Mỹ Tho rồi nha anh chị ơi, rất là gần luôn. Còn từ nhà của mình mà mình đi về hướng chợ Gạo á, thì đi khoảng 3km là mình ra ngay chỗ vòng xoay của thị trấn Chợ Gạo nha anh chị. Thì đây là căn nhà ngày hôm nay em giới thiệu với anh chị là gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp, một toilet cũng như là một cái khoảng sân vườn kế bên nha. Thì đây là anh chị thấy nhà mình còn rất là mới nha anh chị. Đây là phòng ngủ đầu tiên của mình là có một cái cửa sổ luôn nè. Thì nhà này thì được thiết kế theo kiểu phong cách ở dưới quê nha anh chị. Tại vì diện tích đất mình lớn á, cho nên mình xây nhà rất là rộng và rất là thoải mái luôn. Và anh chị thấy là từ bây giờ mình mua mà đất thổ cư thì rất là thoải mái rồi. Nhưng mà qua năm sau anh chị thì cái tiền mà lên thổ cư rất là cao nha anh chị. Và ở đây thì tụi em đã full thổ cư cho mình rồi nha anh chị. Và đây là cái khoảng sân bên hông của mình anh chị. Và cái phần đuôi đất này là cũng là của mình luôn nha anh chị ơi. Và nhà và đất của mình anh chị là hướng chánh đông luôn nha anh chị. Và nhà của mình á, về pháp lý là sổ hồng riêng nha anh chị ơi, cấp ngày 6 tháng 4 năm 2022 nha anh chị, là mới đây luôn nha, sổ hồng riêng full thổ cư rồi. Từ nhà mình ra quốc lộ 50 là 160m thôi nha anh chị, mình đi chợ cũng rất là gần luôn. Mình đi 370m ra ngay chợ Sông Bình, ngay chỗ quốc lộ 50 luôn nè anh chị. Xung quanh đây thì hàng xóm thân thiện nha anh chị, dân cư đông đúc hiện hữu rất là đông rồi nha anh chị. Thì với giá của căn nhà ngang 21 và 22 này đó anh chị, là sẽ có giá là 1.400.000.000 nha anh chị ơi. Anh chị cứ alo cho em rồi em sẽ dẫn anh chị đi xem nhà nha. Nhà này anh chị thấy là rất là chất lượng luôn nha. Kế bên nhà của mình là còn một cái khoảng đất trống nữa nha anh chị, mình có thể mình trồng rau hoặc là mình đào ao nuôi cá vẫn được nha anh chị ơi. Tại mặt tiền đất của mình là tới 21m lận nha. Em xin nhắc lại một lần nữa là nhà mình nằm ở ấp Bình Long, xã Sông Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Diện tích đất là 337,2m2, full thổ cư. Nhà hướng chánh đông luôn nha anh chị, pháp lý sổ hồng riêng rõ ràng và giá là 1.400.000.000 nha anh chị ơi. Dạ, chào tạm biệt cô chú anh chị mình, hẹn gặp cô chú anh chị mình vào những video tiếp theo. Cảm ơn cô chú đã ủng hộ em trong thời gian qua và em sẽ cố gắng tìm những căn nhà đẹp như thế này để quay lên cho mình xem nha.